Thế giới xúc động nghẹn ngào với lý do đặc biệt mà nhân dân Angola quyết đặt tên con đường đẹp nhất mang tên Đại lộ Hồ Chí Minh. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, Bác Hồ là một tình yêu bao la cho dân tộc và nhân loại. Từ lâu thì ta đã biết rằng tên tuổi của người được đặt cho nhiều quảng trường, tượng đài, khu lưu niệm, trường học ở khắp nơi. Nhiều đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rực rỡ xuất hiện ở Nga, Ấn Độ. Nhưng đặc biệt, đâu đó ở vùng đất cằn cỗi, xa xôi nửa vòng trái đất, Angola cũng tồn tại một con đường đẹp như tranh vẽ được đặt tên của người. Nhưng thật thắc mắc làm sao, vì sao xa xôi về địa lý, những người dân Angola vẫn một mực lấy tên vị lãnh tụ của chúng ta để đặt tên cho con đường huyết mạch. Cùng với mình là một chuyến chu du qua màn hình để thăm cung đường vĩnh cửu đẹp như mơ này và tìm câu trả lời các bạn nhé. Các bạn ạ, trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chủ tịch từng tới thăm một số nước Bắc Phi như là Ai Cập, Algeria. Thời gian những chuyến thăm của Bác tuy không lâu nhưng luôn để lại trong lòng người dân Bắc Phi, nhất là các quốc gia thuộc địa như Việt Nam thời đó, sự ngưỡng mộ sâu sắc. Để cảm ơn và ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã vạch ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địa trên khắp thế giới. Nhân dân Angola đã lấy tên người đặt cho đại lộ to, đẹp và tráng lệ nhất thủ đô Luanda. Phía trước mặt chúng ta đây là tấm biển chỉ tên đường ghi rõ là Avenida Hồ Chí Minh. Avenida Hồ Chí Minh dịch theo tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là Đại lộ Hồ Chí Minh. Nội dung bảng tên, ngoài dòng chữ Đại lộ Hồ Chí Minh, phía dưới còn ghi rõ chức danh là Chủ tịch của nước Việt Nam, cùng với năm sinh của người là năm 1890 và năm mất là năm 1969. Các bạn ạ, đó là một con đường to, đẹp với nhiều làn xe. Đại lộ Hồ Chí Minh nối liền giữa đường cách mạng tháng 10 đi ra hướng sân bay Luanda. Điểm cuối của đại lộ là nơi dừng chân đẹp nhất để du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh Luanda, một trong những vùng biển thơ mộng, lãng mạn nhất châu Phi. Dọc đại lộ Hồ Chí Minh, bạn có thể bắt gặp những cơ quan quan trọng của chính phủ nước này. Cùng với đó là các trung tâm thương mại và hệ thống văn phòng sang trọng của các thương hiệu nổi tiếng thế giới hiện đang đầu tư, buôn bán kinh doanh tại Angola. Dọc theo đại lộ, cây mọc tùm, tỏa bóng mát trong tiết trời oi ả của châu Phi. Nhiều người dân Angola đủng đỉnh, đi bộ cũng như ngồi tán chuyện vui vẻ, thi thoảng lại nghe tiếng nhạc sập sinh của một vài nhóm thanh niên sau một tuần làm việc mệt mỏi, xúm lại để uống bia. Người dân khắp nơi trên thế giới đều ái mộ và gật đầu nể trọng khi chứng kiến tình cảm mà đáng quý của người dân Angola dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam. Khắp nơi trên các diễn đàn mạng xã hội, khi hình ảnh về đại lộ Hồ Chí Minh được chia sẻ, mình đã bắt gặp vô vàn những dòng bình luận, bình phẩm chân thành như thế này đây. Việt Nam luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Angola. Việt Nam xứng đáng với điều đó. Triệu trái tim đến từ Ấn Độ. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt vời, cảm ơn vì đã lan tỏa tình yêu đến châu Phi. Bác Hồ thật tuyệt vời trong cách sống, cách làm việc. Bác đã khiến những người nước ngoài như chúng tôi cảm thấy yêu thương và nể phục. Gì chứ, đến kêu gọi nhân tài thì Bác Hồ phải xếp số 1 thế giới. Bác Hồ làm được những điều rất kỳ diệu. Bác Hồ thật sự xứng đáng là một vĩ nhân. Đó là những dòng bình luận mà mình thu nhặt được do chính các bạn nước ngoài bày tỏ. Từ xưa đến nay khi mà nghe đến danh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ cực kỳ nể và coi người như là một tấm gương sáng để soi chiếu. Hiện nay Việt Nam không có xa lạ với người dân Angola vì hiện nay có khoảng gần 5 vạn người Việt Nam đang làm việc, buôn bán và định cư lâu dài tại đây. Xưa kia đến nay thì vốn dĩ Việt Nam và Angola có nhiều điểm tương đồng. Hai nước đều là thuộc địa của thực dân nên là dù xa nhau về địa lý nhưng mà lại rất gần gũi với nhau về nhiều mặt. Đông đảo người dân Angola đều biết đến Việt Nam và Chủ tịch kính yêu Hồ Chí Minh. Ngay tại thủ đô Luanda, đại lộ lớn nhất, đẹp nhất của họ cũng mang tên Hồ Chí Minh. Đó là điều quý báu và phi thường. Thế nhưng mà mình phát hiện ra cũng có một vài luồng ý kiến cho rằng không phải là Angola đặt tên mà là người anh em Cuba đã đặt tên cho con đường này. Vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, Cuba đã giúp đỡ Angola làm con đường này. Khi đó, chính phủ Angola muốn đặt tên con đường này theo tên của một vị lãnh tụ Cuba. Nhưng phía Cuba đã đề nghị họ đặt tên cho con đường là Hồ Chí Minh. Các bạn nghĩ ý kiến nào mới chính xác vậy? Bình luận cho mình biết với nhé! Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình đi khám phá những đại lộ mang tên người, đại lộ Hồ Chí Minh trên khắp năm châu bốn biển. Mình gọi đây là những đại lộ xuyên không gian, xuyên thời gian. Cũng giống như ở Angola, hình ảnh Bác Hồ ở Algeria cũng vô cùng phổ biến. Ít ai biết rằng, nhân dân Algeria chịu nhiều ảnh hưởng từ cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Cũng vì tình cảm gắn bó với Hồ Chủ tịch mà nhân dân Việt Nam và thủ đô Algeria đã cho xây dựng đại lộ Hồ Chí Minh. Và đây là con đường giao thông quan trọng và tuyệt đẹp, trở thành nơi tụ họp của những Việt kiều mỗi dịp quốc khánh hay là sinh nhật Bác.
tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt cho nhiều con đường trên khắp thế giới, hiện vẫn chưa thống kê hết và đặc biệt là tại Ý có tới 21 con đường mang tên Bác. Tại Triều Tiên có một lớp mẫu giáo, tại Ukraine có một trường phổ thông. Trong khuôn viên của trường có bảo tàng tình hữu nghị Ukraine-Việt Nam với hơn 900 hình ảnh, hiện vật, trong đó hơn một nửa về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Cuba có một trường tiểu học, một trường cấp 2, một trung tâm giáo dục hỗn hợp, một phòng tranh và một công viên được mang tên Bác. Tại Mexico có một giảng đường, tại Mông Cổ có một trường phổ thông, trong khuôn viên trường có tượng của Bác. Hiện nay tại Ấn Độ cũng có công trình đồ sộ mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh ngay tại thủ đô New Delhi. Khách du lịch có thể tìm thấy con đường mang tên người với tên gọi là Hồ Chí Minh Mang. Hay tại Ujjanovod, một thành phố nằm bên sông Volga, một đại lộ đã được đặt tên Hồ Chí Minh nhằm thể hiện sự quý mến và tình nghĩa của người dân địa phương nói riêng cũng như là người dân Nga nói chung với Bác Hồ và người Việt Nam. Cùng với đó, một bức tượng bán thân của Bác Hồ cũng được tạc và trưng bày ngay trên con đường mang tên người. Các bạn Việt Nam vì thế cũng bày tỏ được sự yêu thương và tự hào không kém các bạn ạ. Thật vinh dự và tự hào, cảm ơn người anh em Angola, Ấn Độ, Nga. Bác Hồ đã làm lên cảm xúc của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, đứng lên giành độc lập. Việt Nam xứng đáng để các nước ở lục địa đen trân trọng và yêu mến. Hay quá, bác thật có tài cảm hóa người khác. Vậy mà tôi nhớ người Ukraine dám đăng bài xúc phạm Bác Hồ của Việt Nam. Bác mà sống thời này thì thế giới không ai sánh bằng. Bác là con người đi trước mọi thời đại. Đi một vòng rồi lại quay về với Việt Nam, về với đất mẹ của Bác. Bác Hồ luôn là vị cha già kính yêu của dân tộc. Hình ảnh của Bác luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt chúng ta. Ở Việt Nam, đường Hồ Chí Minh là một con đường giao thông huyết mạch nối liền đất nước. Đây được coi là con đường huyền thoại, thể hiện sức sáng tạo, ý chí của dân tộc Việt Nam và là nhân tố sống còn đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đối với người dân Angola, hình ảnh Hồ Chủ tịch cũng như Việt Nam luôn khắc sâu trong tâm trí họ. Thế nên con đường giờ đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị anh em, nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc mà các thế hệ tương lai của hai nước cần chăm lo gìn giữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân thế giới. Chính người đã vẽ ra con đường để các dân tộc bị áp bức bởi chủ nghĩa thực dân trên thế giới đứng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhân dân thế giới và ngay cả kẻ thù cũng phải công nhận tài năng và nhân cách của Bác. Thế mà vẫn có một bộ phận người nói tiếng Việt nhưng lúc nào cũng có ý nghĩ sai lệch về Hồ Chí Minh. Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không phải chịu sự đau thương của cảnh nước mất nhà tan, của kiếp nô lệ, chứng kiến những hy sinh mất mát mà lớp cha anh đã trải qua vì dân tộc, độc lập tự do của dân tộc. Mình nghĩ là chúng ta cần hiểu rằng hạnh phúc ngày hôm nay được tiếp nối bằng truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc. Qua những bước đi trên con đường gian nan cứu nước 30 năm của người thanh niên yêu nước mang tên Nguyễn Tất Thành, đánh đổi bằng bao xương máu của nhân dân Việt Nam đã hy sinh. Mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp bước làm theo lời Bác để thế giới nhìn nhận Việt Nam với những điều tích cực và thiện cảm nhất. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì đến đây, mình xin được nói lời chào tạm biệt để chúng ta khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video để chúng ta có thể cùng nhau khám phá về Việt Nam thật đẹp như thế nào các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.